Tôi sẽ đọc một chút để cho thấy các vị thấy như thế nào. Đây đâu có phải là cái trong đây là cái cuộc tọa đàm nhé, bảo vệ nền, phát huy vai trò gần dân sát cơ sở của binh chủng báo chí địa phương, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Vì thế công tác đấu tranh giữa của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể rõ ràng, có sự phối hợp bài bản nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau, với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo và cách làm của Hội Nhà báo Lâm Đồng và Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã được chia sẻ tại cuộc tọa đàm. Tọa đàm này có tên là gì? Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đấy. Và có tên có thể coi là phương pháp tuyên truyền Đảng để tham khảo. Ok, thì chúng tôi vẫn và đồng ý và đánh giá rất cao cái phương pháp tuyên truyền khi sử dụng các mạng xã hội. Với cái phương pháp của anh đưa ra ấy, nó có tính khoa học, mặc dù nó có cái thủ đoạn câu like, câu view cái gì đấy thì cái đấy thì lát nữa được phân tích thì tính sau đấy. Thế nhưng mà bây giờ này ta phải tham khảo thứ nhất là từ mô hình diễn đàn 216 đây, phản anh, phản biện và phản bác, tên rõ ràng đấy nhá. Một số địa phương đã có kế hoạch phối kết hợp tuyên truyền bài bản cách làm sáng tạo trong phát hiện, đào tạo, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong đó phải kể đến diễn đàn 216, một kênh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh công khai trực diện trên nền tảng mạng xã hội YouTube do Hội Nhà báo Lâm Đồng triển khai thực hiện. Thế này thì câu hỏi này thì không cần phải nói là của cá nhân nữa, mà đây là diễn đàn 216 là một kênh của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Điều này đã được công khai rõ ràng trên tờ báo Công Luận ra ngày 11/8/2022. Vậy thì tại sao lại có một nhân vật đứng ra phát ngôn trên kênh mà con người này vô cùng giống ông chủ tịch Hội Nhà báo Lê Văn Tòa? Nó giống từ cái cách ăn mặc, mặc nó nói chung là nó giống từ gọi là nhân hình cho đến nhân tướng, đúng không? Nó giống hết từ ngoại hình cho đến nội tâm, đến tác phong ăn nói, vân vân và vân vân. Và chia sẻ thì ông Lê Văn Tòa, nhà báo Lê Văn Tòa, chủ tịch Hội Nhà báo Lâm Đồng chia sẻ: mạng xã hội là mảnh đất mình bông chấm và nhận diện được nó là báo chí chúng ta chưa coi trọng, chưa khai thác. Nhưng mà trong khi các thế lực thù địch khai thác triệt để vùng đất của biên giới này, và trong nhận định của anh ta là thế này: các thế lực thù địch đã loan tin, ra giả, loan tin bịa, loan tin giả, xuyên tạc, vu khống, vu khảng, cáo chống phá Đảng, chống phá chế độ, bêu diếu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng nhà nước, xúc phạm anh hùng dân tộc với hàng triệu lượt xem trên toàn thế giới. Trong khi đó chúng ta có rất ít kênh phản bác, chỉ có một số kênh cá nhân như kênh Người Bạc Liêu, kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng Mỹ phản bác có lý luận thuyết phục, một vài kênh nhỏ lẻ khác rất yếu ớt, lý lẽ thiếu thuyết phục, văn hóa phản biện chưa chuẩn. Như vậy là ngay trong một cái tham luận để thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết 35 để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các luận điểm coi như là sai trái của các thế lực thù địch ấy, thì anh ta đã cho rằng, thưa với Hội Nhà báo Lâm Đồng, thưa với Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, rằng ông chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
đã công khai báo cáo với tại cái buổi tọa đàm này và có sự có mặt của trưởng ban tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng là ông gì đấy thì tí nữa tôi sẽ tìm ra từ lâu phía sau, là cái người Bạc Liêu. Cái người Bạc Liêu thì tất cả những ai đều đã biết và thậm chí báo chí đã đưa lên đưa tên rồi đấy. Và cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng, Hoàng Duy Hùng là ai? Nó là một thằng khủng bố, nó muốn được về trong vào trong nước này lại phải có người có chức sắc có địa vị nào đó bảo lãnh về. Đến khi nó về thì nó ngoạc mồm ra, nó không phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh, nó vẫn phủ nhận lịch sử. Và cái luận điệu phủ nhận lịch sử, xuyên tạc lịch sử, ví dụ như Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, nó y như giọng điệu của ông chủ tịch hội nhà báo của Quận Đình đã hôm qua đấy. Vậy thì thế này, cái phương pháp hành động và cái diễn đạt, cái diễn đạt của là tiếng nói của đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng và diễn đạt của nhân dân tỉnh Lâm Đồng thế này bị một phần tử đổi màu, thoái hóa biến chất, biến thành đưa những cái giọng điệu đề cao những cái tình, những cái con người đó, nó cái gì ở thẳng đây là nó là một phản động, không phải, nó là một thế lực thù địch đang chống phá vào đảng, chiếm riêng vào đảng Cộng sản Việt Nam, nó muốn đánh đổ cái chế độ này, không có nói cái gì nhiều. Đấy, tháng 3 năm 2021, Hội Nhà báo Lâm Đồng xây dựng đề án mang tên Diễn đàn 216 đăng tải trên nền tảng mạng xã hội với ba mục đích là phản ánh, phản biện, phản bác. Đấy, tôi không biết là phản ánh như thế nào mà phản biện thế nào và phản bác của hai bên như thế nào, nhưng từ bài đầu tiên anh ta nói đến nhân vật Hoàng Duy Hùng và cái tư liệu của anh ta đưa lên cái diễn đàn ở đây không phải có mặt ít, cái cuộc tọa đàm này là tỉnh Lâm Đồng đăng cai, quan chức từ tỉnh ủy đến chính quyền đều có mặt, và cái quy mô đó là Hội Nhà báo của 19 tỉnh, trong đó là chú trọng của vùng Tây Nguyên có mặt. Vậy mà anh ta dám ngang nhiên đưa một tên phản động, phản động lên đây, một tên giặc lên đây, anh ta nói rằng đây là cái tình phản bác bảo vệ đảng một cách có tư tưởng, có lý luận. Một tên là nhắm mắt nhắm mũi lên mạng, không biết phun ra những cái thứ gì, rồi liên tục bảo vệ tư tưởng cách mạng, chẳng liên tục đe dọa giết người. Đây là một người bảo vệ đảng. Đấy, xin mời ban tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm chứng lại và đánh giá lại. Và tôi không, bây giờ tôi không dám đặt vấn đề là các đồng chí sử dụng con người như thế nào, xây dựng con người như thế nào để là trong cái việc là bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đây, người nào đó ở vị trí lãnh đạo cơ quan quan trọng như thế này thì tôi cũng dám phản xét. Tôi ở trên tư cách người dân, tôi có thể phản ánh được những cái điều như